cũng liên quan tới tình hình giá cả tại thị trường. Trước tình trạng giá xăng dầu tăng quá cao, thì Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính mới đây đã yêu cầu hai bộ là Công Thương và Tài chính tính toán đề xuất phương án giảm thuế nhằm giảm giá xăng dầu, báo cáo Thủ tướng trước ngày 28 tháng 2. Theo Bộ Tài chính, hiện thuế nhập khẩu xăng dầu trong nước là 0-8%, cùng với đó là thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, theo các chuyên gia kinh tế, thì các loại phí thuế chiếm hơn 40% trong giá xăng là quá vô lý. Cụ thể như thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu hoàn toàn không liên quan. Trong khi đó, theo đề xuất của tiến sĩ Bùi Trinh, chuyên gia kinh tế thì nên xem xét và giảm thuế giá trị gia tăng cho xăng dầu từ 10% xuống còn 5% để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp và cả nền kinh tế. Ước tính nếu giảm được thuế này, tương đương mỗi lít xăng sẽ giảm thêm được khoảng là 1.000 đồng. Tổng cộng chỉ cần bỏ được thuế bảo vệ môi trường và giảm thuế giá trị gia tăng thì mỗi lít xăng sẽ hạ được 5.000 đồng.